Chiều tối nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế năm 2024. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 đó là thúc đẩy triển khai quyết liệt các cam kết thỏa thuận đã đạt được nhằm tận dụng tối đa việc nâng tầm nâng cấp mở rộng quan hệ với các đối tác để chuyển hóa thành các dự án có kết quả cụ thể tăng tốc thúc đẩy làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đầu tư xuất khẩu tiêu dùng khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế tuần hoàn kinh tế xanh kinh tế số đẩy mạnh hội nhập liên kết kinh tế quốc tế tiếp tục nâng cao vị thế đất nước đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc cân bằng và hài hòa trong ứng xử quốc tế đổi mới mạnh mẽ trong phối hợp triển khai ngoại giao kinh tế, tăng cường đầu tư nguồn lực triển khai ngoại giao kinh tế, đưa ngoại giao kinh tế thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu đánh giá kỹ tình hình, nhận định thời cơ và thách thức, đề xuất các giải pháp nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là các ý tưởng giải pháp đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế ở cả trong và ngoài nước, ở các cấp các ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Trường các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài các hiệp hội ngành hàng đã tập trung thảo luận các đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 với trọng tâm là ra soát các thỏa thuận cam kết quốc tế, xác định các nội hàm trọng tâm và động lực cần tập trung thúc đẩy từ việc nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các đối tác lớn, đối tác chiến lược, tập trung đôn đốc, thúc đẩy các thỏa thuận với các đối tác, nhất là trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.